kia sông có trúc xinh đầu ngõ, có ao xinh trồng sen trắng sen hồng. Nhà tôi bên này sông gần trường học hai đứa, sớm chiều ngang đi về tôi đón đưa. Nhà nàng qua đò ngang có bên sông ngập nắng, có cây đa rừng che mắt vai nàng. Các bác thân mến, ở video clip lần trước thì bên cửa hàng của chúng em cũng đã quay và giới thiệu rất là cụ thể đến các bác về tình trạng của cặp loa JBL L100 trơn. Còn ở video clip lần này em sẽ đi vào test chất âm của cặp loa này để các bác cùng vào nghe và thưởng thức chất âm của nó đem đến rất là tuyệt vời. Về cách thiết kế cấu trúc driver thì nó sử dụng một loa bát có đường kính là 30cm, nó sử dụng màng giấy gân xếp vải tầm dầu. Ở phía trên nó sử dụng một loa chung giấy và một loa chép giấy. Như vậy thì các bác thấy đây là dòng model đều sử dụng 3 cấu trúc driver, vật liệu bằng giấy, bát giấy, chung giấy và chép giấy, đem đến tiếng rất là trầm ấm. Ở mặt trước thì các bác nhìn thấy nó sử dụng hai vi tinh chỉnh và một lỗ thông hơi được bố trí nằm ở phía trước. Cặp loa này nó có chiều cao vào khoảng 60, ngang vào khoảng 36 và sâu vào khoảng 34. Mỗi một chiếc loa có trọng lượng vào khoảng 25kg trên một chiếc. Đây là dòng model rất là quen thuộc rồi. Và cặp loa với tình trạng đẹp zin có mức giá là 25 triệu đồng. Và các bác có thể dễ dàng phối ghép với rất nhiều các dòng âm ly khác nhau. Những dòng âm ly có mức giá vào khoảng 10 triệu trên 10 triệu thì các bác đánh với cặp loa này thì rất là tuyệt vời rồi. Tuy nhiên thì ở video clip lần này thì các bác nhìn thấy em sử dụng một bộ kéo đẩy đến từ thương hiệu Akufe của Nhật Bản. Đó là dòng model C200X và P300X. Đây là một bộ kéo đẩy các bác thấy không những hay về chất âm đâu mà các bác nhìn thấy nó đẹp cả về hình thức nữa. Cho nên các bác thấy đây là bộ combo vừa chơi hay vừa bày đẹp rất là tuyệt vời. Và các bác có thể dễ dàng phối ghép thành công với rất nhiều các dòng loa khác nhau. Những dòng loa của JB, BVK, Tannoy, các thứ vân vân, các bác đánh rất là tuyệt vời. Và bộ kéo đẩy này thì có mức giá là trên dưới 40. Bác nào có nhu cầu thì các bác cứ alo cho bên cửa hàng của chúng em. Và phía trên cùng thì các bác nhìn thấy đó chính là chiếc đầu CD Sony 338 ESD. Đây là mẫu đầu có mức giá bình dân thôi. Tuy nhiên thì nếu như bác nào chơi âm thanh chuyên nghiệp thì các bác lựa chọn những chiếc đầu CD chuyên nghiệp như thế này thì nó đem đến chất lượng âm thanh rất là tuyệt vời. Và chiếc đầu này thì có mức giá là 5 triệu đồng. Và ngay sau đây thì em sẽ đi vào test âm, xin mời các bác cùng vào nghe và thưởng thức chất âm trên bộ cấu hình này. Và nếu như bác nào có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì các bác vui lòng liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh. Sông có trúc xinh đầu ngõ, có ao xinh trồng sen trắng sen hồng. Nhà tôi bên này sông gần trường học hai đứa, sớm chiều ngang đi về tôi đón đưa. Nhà nàng qua đò ngang có bên sông ngập nắng, có cây đa rừng che mắt vai nàng. Một ngày kia làng tôi đang sống đợi yên vui, giặc tràn qua sông khói lửa mù khơi. Rồi tôi vào quân đội gian khổ ngập chiến trường, tình yêu đành chia nỗi nhớ người. Về xóm nhỏ hoa hồng vừa mới nở, tượng hoa sen lúc xưa buồn răng kín chiều mưa. Từ ngày xa dòng sông lâu lắm chưa về phép, nhớ môi em đẹp như cánh sen. Rồi một hôm về thăm, mong có nàng ra đón, áo trần sơn vai động vui chưa chan. Nào ngờ khi qua sông, áo vắng sen tàn úa, mới hay tin người yêu đã theo chồng. Tình
đầu như là không. Tôi đứng buồn mênh mông, nhìn chiều sương vây kín cả dòng sông. Ngập chiến trường tình yêu đành chia phôi, nỗi nhớ người mình thương. Hành quân về xóm nhỏ, hoa hồng vừa mới nở, tượng hoa sen lúc xưa buồn răng kín chiều mưa. Ta dòng sông lâu lắm chưa về phép, nhớ môi em đẹp như cánh sen nào. Rồi một hôm về thăm, mong có nàng ra đón, áo trận sơn vai lặng vui chưa chan. Nào ngờ khi qua sông, áo vắng sen tàn úa, mới hay tin người yêu đã thêm chồng. Tình đầu như là không, tôi đứng buồn mênh mông, nhìn chiều sương vây kín cả dòng sông. Tình đầu như là không, tôi đứng buồn mênh mông, nhìn chiều sương vây kín cả dòng sông. Nhìn chiều sương vây kín cả dòng sông.